Thưa quý vị và các bạn, với thông điệp chia sẻ yêu thương, ấm lòng người bệnh, hiện nay có rất nhiều mô hình kết nối yêu thương đang được tổ chức và triển khai tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên toàn địa bàn thành phố. Một trong số đó là mô hình tủ bánh yêu thương của Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Đà Nẵng. Nhập viện hơn một tháng để hóa trị tại khoa ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng, cứ vào nửa buổi chiều khi người mệt lả và đói sau được hóa trị, thì các bệnh nhân lại rủ nhau đến tủ bánh yêu thương để lót dạ và trò chuyện. Ở nơi mà niềm hy vọng của người bệnh trở nên mong manh hơn bao giờ hết, thì sự quan tâm hết sức đơn giản mà tinh tế như thế này của các nhà hảo tâm và bệnh viện càng giúp họ thấy ấm lòng hơn. 28 ngày tôi về nhà, tôi được nghỉ được gần tháng. Hôm nay tôi lại xuống nhập viện lại để đi điều trị lại. Cho nên là tôi vào bước chân vào đến đây, tôi nhìn thấy các cái tủ bánh đã thấy con người nó nở nang con người ra, thật ra tôi thấy khoan khoái. Khi ra đây cùng ngồi là có cái bánh kẹo rồi với ai rất là vui. Cảm ơn những người nhà từ thiện và mạnh thường quân để giúp đỡ. Cô rất là quý. Những quyển sách, chiếc bánh, hộp sữa được đặt ngay ngắn, trang trọng trên các kệ, dành tặng bệnh nhân sau những giờ chạy thận nhân tạo hoặc truyền hóa chất mệt mỏi là mô hình đã và đang được triển khai hiệu quả tại khoa thận nhân tạo và ung bướu của Bệnh viện Đà Nẵng. Để duy trì hoạt động này, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Đà Nẵng đã huy động sự vào cuộc của cộng đồng xã hội và nhân viên y tế tại bệnh viện. Các loại bánh, sữa sử dụng tại đây đều được kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo dinh dưỡng cho người bệnh. Chương trình máu ý nghĩa rất lớn đối với người bệnh, nâng cao tinh thần người bệnh, giúp cho người bệnh cảm thấy được ấm áp và được sự quan tâm của phía nhân viên y tế tại bệnh viện. Và chúng tôi hy vọng rằng thời gian đến thì sẽ kết nối được nhiều chương trình ý nghĩa hơn mang đến cho người bệnh. Dự kiến trong thời gian đến, các tủ bánh yêu thương như thế này sẽ được triển khai tại hầu hết các khoa, phòng tại Bệnh viện Đà Nẵng để phục vụ cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Tin rằng mỗi chiếc bánh, mỗi hộp sữa mang theo tấm lòng các nhà hảo tâm và đội ngũ nhân viên y tế sẽ góp phần cùng nhau lan tỏa yêu thương, mang lại niềm vui và tiếp sức cùng với người bệnh vượt qua những khó khăn của bệnh tật.